Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối 22 tháng 12, công an thành phố Hải Phòng cho biết, nghi phạm sát hại chị Nguyễn Thu Thanh đã khai nhận hành vi giết người giấu xác từ 13 năm trước. Cụ thể ngày 7 tháng 12 năm 2023, Công an thành phố Hải Phòng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một bộ hài cốt trong bể chứa nước thải phía sau nhà ông NVQ ở thôn 5, xã Lại Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Công an thành phố Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an tập trung xác minh làm rõ. Kết quả điều tra ban đầu, bộ hài cốt được phát hiện là chị Nguyễn Thu Thanh, sinh năm 1988, thường trú tại thôn 5, xã Lại Xuân. Gia đình chị Nguyễn Thu Thanh cho biết, chị Thanh mất tích từ ngày 9 tháng 12 năm 2010. Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh thấy có dấu hiệu vụ án hình sự. Ngày 15 tháng 12 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xác minh làm rõ. Qua giả soát, sàng lọc những người nghi vấn, đấu tranh với Bùi Trung Thành sinh năm 1993, trú ở thôn 5, xã Lại Xuân, thành khai nhận là người đã gây ra cái chết của chị Nguyễn Thu Thanh khi đang thực hiện hành vi cướp tài sản của chị N tại nhà ông NVQ. Thời điểm thực hiện hành vi cướp tài sản là ngày 9 tháng 12 năm 2010. Sau đó, Thành giấu xác nạn nhân vào bể chứa nước thải phía sau nhà ông NVQ. Vào 14 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12, Công an thành phố Hải Phòng đã dẫn giải Bùi Trung Thành ra khu vực hiện trường để thực nghiệm điều tra. Người dân địa phương cho hay Bùi Trung Thành là con riêng của bà Hoàng Thị Hát, vợ ông NVQ. Ông Quy là người đã phát hiện ra hài cốt của chị Thanh trong bể chứa nước thải của gia đình. Người dân địa phương thông tin thêm, vào thời điểm chị Thanh bị sát hại, Thanh mới 17 tuổi, do bố mẹ ly hôn, Thanh sống cùng với bố đẻ mình. Trong khi đó, bà Hát đi bước nữa với ông Quy và cả hai đang thụ án trong trại giam do trước đó đã khai thác đá và sản xuất vật liệu nổ trái phép. Ngôi nhà của vợ chồng ông Quy gần như bỏ hoang. Hiện Thanh vẫn chưa lập gia đình và đang làm nghề lái máy xúc cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Bùi Trung Thành để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định. Về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với vụ việc trên, luật sư Lê Hồng Vân, đoàn luật sư Hà Nội cho biết, nếu có đủ căn cứ chứng minh nạn nhân đã bị sát hại, thì theo Điều 123 Bộ Luật Hình Sự 2015, người nào sát hại người thuộc một trong các trường hợp quy định tài khoản 1 thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm tù chung thân hoặc tử hình. Về phân loại tội phạm, căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, tội phạm được phân thành bốn loại. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 3 năm. Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt với tội ấy là từ trên 3 đến 7 năm tù. Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn, mà mức cao nhất của khung hình phạt với tội ấy là từ trên 7 đến 15 năm tù. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn, mà mức cao nhất của khung hình phạt với tội ấy là từ trên 15 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Tội giết người có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, nên là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự với tội giết người, khoảng 2 điều 27 Bộ luật hình sự 2015 nêu rõ. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do bộ luật này quy định, mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 5 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng, 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng, 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Như vậy, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự với tội giết người là 20 năm. Luật sư Lê Hồng Vân nhấn mạnh, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện nếu trong thời hạn quy định, người phạm tội lại thực hiện hành vi phạm tội mới mà bộ luật này quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy trên một năm tù thì thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới. Trường hợp trong thời hạn trên, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã thì thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ. Người thân của chị Thờ cho hay, năm 2006, chị kết hôn cùng anh T là người cùng làng và sinh được một cậu con trai khấu khỉnh đáng yêu. Do hai vợ chồng đều chịu khó làm ăn, chị Thờ đi giao ga anh T làm phụ xe container đường dài nên cuộc sống hai vợ chồng đầm ấm bình dị. Theo bà Phan Thị Đê, mẹ chồng nạn nhân, trưa 3 tháng 12 năm 2010, chị Thờ nhận được cuộc điện thoại yêu cầu giao ga. Sau đó chị Thờ liền đi xe máy chở ga đến địa điểm giao hàng và từ đó bật vô âm tính. Thời điểm đó, vợ chồng chị Thờ đã ra ở riêng, cách nhà bà Đê vài bước chân. Do con còn nhỏ nên chị nhờ bà nội chăm sóc mỗi khi đi giao hàng. Hai ngày trước khi chị Thờ mất tích, chồng chị theo xe container của một người ở cùng làng và miền Nam giao nhận hàng hóa. Thấy con dâu đi giao ga từ giữa trưa nhưng đến chiều tối không về, điện thoại không liên lạc được. Bà Đê dò hỏi người thân và gia đình thông gia nhưng cũng không có thông tin về chị thợ. Ngày 4 tháng 12 năm 2010, trong khi mở cống thoát nước ở khu đầm 32 hecta trên địa bàn thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân, cách nhà chị thờ khoảng 1 km, người dân vô tình phát hiện một chiếc xe máy của chị thờ vứt dưới cửa cống. Nhận được tin, vợ bỗng dừng mất tích, anh Tê tức tốc trở về cùng người nhà hai bên nội ngoại tỏa đi tìm người phụ nữ này. Từ manh mối về chiếc xe gắn máy được phát hiện ở cửa cống khu đầm 32 hecta Gia đình nạn nhân đã huy động hàng chục người tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng khắp khu đầm rộng khoảng hơn 30 hecta Lúc đó, vào đầu tháng 11 âm lịch, trời rét khoảng 10 độ, nhưng bốn bố con tôi cùng hơn chục người đã lặn xuống khu vực cống 32 hecta để tìm cháu thợ. Cả ngày tìm kiếm dưới cái rét cắt da cắt thịt, phải ngâm mình trong nước sâu, gia đình càng tìm, càng vô vọng. Ông Phan Văn Đê, bác anh Tê kể lại. Mới rộng địa bàn tìm kiếm trong nhiều tháng trời, gia đình anh Tê còn vào các khu vực chân núi đá, lần mò tới các ngóc ngách của hệ thống hang động tại đó để tìm kiếm tung tích chị thợ. Mỗi khi có được thông tin, dù mong manh đến mấy, gia đình tôi cũng sắp xếp công việc để tìm kiếm con dâu, có lần nhận được thông tin từ một thi thể nữ chết trên sông Hồng, cả gia đình cũng lặn lội lên Hà Nội để tìm hiểu với nhiều hy vọng nhưng cuối cùng lại trở về trắng tay. Lúc nào tôi cũng hy vọng một ngày nào đó con tôi trở về đoàn tụ cùng gia đình. Bà Đê, mẹ chồng nạn nhân, chia sẻ.